Chỉ cần bàn tay có dấu hiệu này sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý, tiền vàng chật kết. Hoan Hỷ xin kính chào quý anh chị đã trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy Lộc Tài, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thuật xem chỉ tay được coi trọng cả ở phương Tây và phương Đông vì các đường chỉ tay có thể phần nào nói lên tính cách, sức khỏe cũng như vận mệnh sang hèn của một người. Đường chỉ tay của mỗi người đều không giống nhau, có người có đường chỉ tay này nhưng chưa chắc người khác đã có. Tuy nhiên, một người đều có ba đường chỉ tay chính là đường sinh mệnh, trí tuệ và tình duyên. Ngoài ra còn có một số đường chỉ tay phụ mà nếu ai sở hữu một trong những đường chỉ tay hiếm gặp này thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, viên mãn. Bạn hãy xem chỉ tay và nhìn xem có sở hữu đường chỉ tay hiếm gặp nào không. 1. Lòng bàn tay trũng hồng hào. Nếu lòng bàn tay của bạn trũng hồng hào thì chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống đủ đầy, không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Các gò trên tay đầy đặn cũng là dấu hiệu của sự giàu có. Nhìn chung đây là đặc điểm bàn tay của những người có số ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Cuộc đời gần như chẳng bao giờ túng thiếu. Khi còn nhỏ, họ được hưởng phúc đức của tổ tiên. Khi lớn lên nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình mà mọi chuyện cũng suôn sẻ, gần như chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay muộn phiền về tiền bạc vật chất. Nói đây là đặc điểm của những người muốn gì được nấy cũng không ngoa, vì bằng cách này hay cách khác, họ đều đạt được những gì mình mong muốn, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngón cái có vân phụng nhãn. Vân phụng nhãn còn gọi là vân mắt phượng, vân khổng tử, phu tử, nằm giữa ngón tay cái, được tạo nên từ hai vết lằn trên giữa ngón tay tạo thành hình con mắt. Người sở hữu vân này thường được hưởng một cuộc sống an nhiên tự tại, giàu sang phú quý không gì sánh được. Phần lớn những người này có xuất thân tốt hơn, thông minh xuất chúng. Đường học hành thi cử trải đầy hoa hồng, cuộc sống thuận nhiều hơn nghịch. Một điều bí mật, đây là một trong những biểu tượng vô cùng cát tường. Nếu tay trái sở hữu vân phụng nhãn, tức là bản mệnh có giác quan thứ 6, tri giác vô cùng nhạy bén. Ngược lại, vân phụng nhãn nằm ở tay phải, nghĩa là bản mệnh có tài trong việc quyết định các rắc rối, lo toan, đem lại cuộc sống đích thực vui vẻ, an yên. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu, thì điều tốt nhân gấp bội, danh lợi song toàn, nhờ phúc phần của người có tướng tay này, mà gia đình được nương nhờ rất nhiều. Bàn tay có kẽ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong nhân tướng học có nói, bàn tay có nhiều kẽ hở là không biết giữ tiền. Xong nếu chỉ hở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì lại là câu chuyện khác. Người phụ nữ có bàn tay như thế thì là người có vận mệnh tốt, cả đời gặp nhiều may mắn và có nhiều tiền. Những người này thường không quan trọng tiền bạc nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Họ cẩn thận chu đáo và luôn được người khác tín nhiệm. Hậu vận những người bàn tay này không lo lắng về vật chất, ngược lại còn được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Cuối đường trí tuệ có ô vuông nhỏ. Nếu cuối đường trí tuệ xuất hiện một hình vuông nhỏ thì đó là người có tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Chính năng khiếu đó sẽ mang lại cuộc sống sung túc khá giả cho họ và gia đình. Nếu chỉ có một hình vuông ở vị trí đó thì đây được xem là biểu tượng của cuộc cải vật chất. Còn nếu nhiều hơn một hình vuông thì cho thấy đây là người thích hợp với các công việc văn phòng hoặc liên quan đến chính trị. Tuy rằng những người có đặc điểm bàn tay như vậy thì đều sớm có được công danh, tiền tài danh vọng đầy huề, đời sống vật chất sung túc, phải đối phó kẻ tiểu nhân và tỉnh táo trong các phát ngôn. Ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay chữ M là người có tướng lãnh đạo và tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Không những thế, họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trượng nghĩa nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường bàn tay chữ M thực tế được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết, số lượng người có đường chỉ tay này hiếm, vì thế họ là những người đặc biệt có tài năng nhất định. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị hãy liên hệ ngay từ số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.